các đại bồ tát hành bát nhã và làm mật đa sâu xa thật là hiếm có. tuy biết tánh các pháp đều rốt ráo không vô tế không đều chẳng thật có. như mộng cho đến như thành tầm hương tự tướng vốn không vô tánh là tánh nhưng vẫn an lập các pháp môn như thiện phi thiện chẳng tạp loạn nhau như các ông biết các đại bồ tát hành bát nhã và làm bật đa sâu xa có pháp hí hữu rất lạ thành văn độc giác đều chẳng thể thành tựu chẳng thể so lường được đối với việc làm của các đại bồ tát độc giác và thành văn các người còn chẳng thể báo đáp huống nữa là hữu tình khác có thể đền trả được sao cụ thọ thiện hiện thưa rằng bạch đức thế tôn thế nào gọi là các đại bồ tát hành bát nhã bà làm mật đa sâu xa có pháp hi hữu rất lạ mà thanh văn độc giác đều chẳng thể thành tựu chẳng thể so lường được phật bảo thiện hiện lắng nghe lắng nghe khéo suy nghĩ lấy ta sẽ vì ông phân biệt giải nói về các đại bồ tát hành bát nhã bà làm mật đa sâu xa có pháp hi hữu rất lạ khiến cho tâm ông vui vẻ